Điện Biên, mảnh đất lịch sử hào hùng, thiên nhiên tươi đẹp nhưng núi đồi chập trùng hiểm trở. Vươn lên từ đạn bom, khói lửa, vượt qua nhiều trở ngại, gian khó, Điện Biên hôm nay đang vươn lên, chuyển mình từng ngày. Nằm ở miền cực Tây của Tổ quốc, địa hình cách trở, những năm qua, tỉnh Điện Biên đã nỗ lực đi trước mở đường, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Hạ tầng giao thông của tỉnh từng bước được đầu tư đồng bộ, đan xen, kết nối, liên hoàn với trung tâm các tỉnh, thành phố lân cận với thủ đô Hà Nội. Sân bay Điện Biên được mở rộng nâng cấp có ý nghĩa vô cùng quan trọng với cả vùng kinh tế Tây Bắc, kết nối với nhiều tỉnh thành trong cả nước, mở rộng kết nối quốc tế với cố đô Luang Prabang, Lào, Côn Minh, Trung Quốc, Chiang Mai, Thái Lan. Dự án này sẽ thúc đẩy giao thương, du lịch, tạo sức bật cho nền kinh tế, tạo việc làm trực tiếp cho hàng ngàn lao động. Dự án đường cao tốc kết nối Hòa Bình, Sơn La tới cửa khẩu Tây Trang của Điện Biên sẽ mở toang cánh cửa giao thương, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa và thương mại biên giới trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Những dự án hạ tầng quy mô lớn sẽ là động lực để du lịch Điện Biên bứt phá. Thiên nhiên hùng vĩ, thơ mộng, bản sắc văn hóa các dân tộc, hệ thống di tích văn hóa lịch sử nổi bật cùng tiềm năng phát triển du lịch đường biên giới. Điện Biên có nhiều điều kiện lý tưởng để đột phá phát triển du lịch lịch sử, du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Phát huy tinh thần Điện Biên Phủ, ngày nay, nhân dân các dân tộc Điện Biên dần loại bỏ các hủ tục, đổi mới sáng tạo trong lao động sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, từng bước xóa đói giảm nghèo. Điện Biên tập trung vào các sản phẩm nông nghiệp chủ lực như lúa gạo ở huyện Điện Biên, cà phê Mường Ảng, chè Tùa Chùa, gắn với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất dốc để phát triển các loại cây ăn quả. Trồng rừng gắn với chế biến để tạo ra việc làm, thu nhập và chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu trong nông nghiệp nông thôn. Bên cạnh đó, tỉnh chú trọng khai thác lợi thế phát triển công nghiệp điện dựa trên năng lượng tái tạo như thủy điện, điện gió và thủy điện tích năng. Bước đột phá của Điện Biên những năm gần đây là môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện rõ rệt, với nhiều chuyển biến trong huy động nguồn lực xã hội, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực kinh tế trọng yếu như nông nghiệp, du lịch, năng lượng sạch. Với những chính sách đầu tư cởi mở, thông thoáng, cùng với cảng hàng không Điện Biên và hệ thống giao thông kết nối đang được đầu tư, Điện Biên sẽ là điểm đến lý tưởng của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư và du khách gần xa trong và ngoài nước. Đánh thức tiềm năng, biến lợi thế thành động lực phát triển. Với khát vọng lớn, quyết tâm cao và nỗ lực đổi mới sáng tạo, Điện Biên đã và đang trên con đường trở thành trung tâm vùng Tây Bắc.